Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 03 năm 2007 khóa 11 của Ban chấp hành tỉnh ủy Sóc Trăng về định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là một định hướng mang tầm chiến lược để Sóc Trăng trở thành tỉnh giàu lên từ biển trên cơ sở dựa vào nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên, phát huy lợi thế của nghề nuôi tôm nước lợ, mở rộng công nghiệp chế biến và thương mại, nâng kim ngạch xuất khẩu để gia tăng giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của chuyên mục Biển đảo quê hương hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sóc Trăng là một trong số 28 tỉnh, thành phố có biển. Cảng cá Trần Đề được xếp vào 15 cảng cá loại 1 của cả nước. Do cảng cá Trần Đề nằm ngay trung tâm ngư trường Đông Nam, với đặc điểm đó mà cảng cá Trần Đề thu hút một lượng lớn tàu đánh bắt của nhiều tỉnh lân cận khi hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thiện. Trước năm 1990, nghề biển Sóc Trăng chỉ mang tính tự phát. Hơn 1.200 phương tiện, chủ yếu là đánh bắt ven bờ, gần bờ. Hàng chục ngàn cư dân ven biển sống bằng nghề đáy, khai thác các giống loài thủy sản nhuyễn thể tự nhiên ven biển suốt từ hàng chục năm qua. Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững nghề khai thác biển theo hướng vươn xa, hoàn thiện hạ tầng nghề cá, đánh bắt có chọn lọc, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một yêu cầu mang tầm chiến lược để phát triển kinh tế địa phương gắn liền với sinh kế của cư dân có liên quan đến hoạt động đánh bắt. Năm 1999, cảng cá Trần Đề bắt đầu đi vào hoạt động với cầu cảng đáp ứng cho yêu cầu vận chuyển hàng hóa cho tàu có công suất 90 mã lực. Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, khu chế biến hải sản và các hoạt động dịch vụ với diện tích 33 hectare. Đây là giai đoạn khởi điểm của ngành khai thác biển Sóc Trăng. Cũng từ đó mà khuyến khích ngư dân tập hợp và thu hút tàu đầu tư nâng cấp đội tàu đánh bắt xa bờ và tạo sức hút ngày càng nhiều tàu xa bờ các tỉnh vào cập cảng, sản lượng hải sản theo đó tăng lên hàng năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ khai thác biển tăng bình quân từ 10 đến 11% một năm. Sản lượng khai thác năm 2005 là 22.000 tấn, thì sản lượng khai thác biển năm 2021 là 71.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp vùng biển đạt trên 9.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế biển và ven biển Sóc Trăng chiếm trên 53% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Là người lãnh đạo ngành thủy sản Sóc Trăng trong ngày đầu tái lập tỉnh và trực tiếp quản lý xây dựng từ bến cá tự phát trở thành cảng cá Trần Đề với nhiều hạng mục phụ trợ tiện ích như hôm nay, ông Nguyễn Đại Lượng, nguyên phó giám đốc Sở Thủy sản Sóc Trăng cho biết. Đánh giá cái tiềm năng khai thác biển của Sóc Trăng thuộc là cũng gần như là cái trung tâm nghề cá của khu vực, cho nên chính vì vậy mà Bộ Thủy sản đầu tư cho cái cảng cá. Nghị quyết của Trung ương Đảng về vấn đề phát triển kinh tế biển đánh giá cái tiềm năng của kinh tế biển là nó sẽ hơn hẳn nội địa, cho nên chính vì vậy mà cái mức độ đầu tư cho cái nghề khai thác biển ngày càng lớn hơn, cái lượng tàu cá xa bờ được đầu tư nhiều hơn, và nhất là có những cái chương trình kế hoạch cho vay vốn để đầu tư, thì mình thấy rằng cái chính sách của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền, nên chính vì vậy mà cái người ngư dân đó họ cảm thấy rằng khi đầu tư ra ngoài biển không phải còn chơi vơi một mình nữa, mà phía sau còn có cả một cái hậu thuẫn, cho nên chính vì vậy mà họ càng yên tâm hơn. Thì cái mức độ đầu tư phát triển của cái nghề biển thì mình thấy rằng cái mức độ ngày càng lớn lên, thì thấy rõ là cái việc mà đầu tư khai thác, đầu tư cái cảng cá Trần Đề là đúng, đúng mục đích. Và từ đó mình dần dần khai thác lên thì thấy rằng nó có đem lại cái hiệu quả. Cảng cá Trần Đề sau 20 năm thu hoạch, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đến nay cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ hậu cần, là đầu mối thu gom hàng hóa và chế biến tại chỗ, đã mở ra điều kiện rất thuận tiện để phát triển nghề đánh bắt và thu hút doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Mức tăng trưởng về sản lượng luân chuyển hàng hóa qua cảng hàng năm bình quân trên 10% là cho thấy sự phát triển của một hệ thống liên hoàn giữa đánh bắt, chế biến, dịch vụ nghề biển tại đây. Với những kế hoạch đầu tư rất cụ thể theo từng giai đoạn, đặc biệt là quy hoạch dự án xây dựng mới cầu cảng cá dành cho tàu có công suất 250 mã lực,
mở rộng khu neo đậu cho tàu thuyền xa bờ đã đưa vào sử dụng với kinh phí trên 40 tỷ đồng, đã tháo gỡ khó khăn do áp lực quá tải từ nhiều năm qua. Trong cái thời gian qua, được cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo mọi điều kiện cũng như là cái nguồn vốn để đầu tư, thì đến nay đó thì cái giai đoạn 2 đã cơ bản xong cái giai đoạn xây dựng. Thì cái cầu cảng giai đoạn 2 này được đầu tư xây dựng mới, nó có nhiều cái vấn đề cải tiến lại và đồng thời là cái khu vực này cũng mới nạo vét. Thì đây là vấn đề nó giúp để chúng ta kịp thời mà kêu gọi những cái tàu ở tỉnh vào và đồng thời đặc biệt là những cái tàu của bà con ngư dân tàu lớn ở chân đề này để vào neo đậu để lên xuống hàng hóa kịp thời. Cái vấn đề thứ hai nữa đó, trong cái giai đoạn 2 này nó sẽ giải quyết được cái quỹ đất là 17 hectare. Thì đây là điều kiện để kêu gọi các cái doanh nghiệp ở ngoài tỉnh vào cái cảng chân đề này để tiếp tục là đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đây là cái vấn đề chúng ta có điều kiện để làm sao là giúp cho cái địa phương Sóc Trăng chúng ta là phát triển cái hoạt động cái nghề cái khai thác biển như là cái kinh tế biển. Nghề khai thác biển đã được vực dậy từ chính sách đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo thêm tính tiện ích, tạo đầu mối tiêu thụ hàng hóa đến các dịch vụ hậu cần. Từ đó mà khuyến khích ngư dân đầu tư nâng cấp phương tiện đánh bắt xa bờ và thu hút tàu xa bờ của các tỉnh vào cảng. Cảng cá Trần Đề là một trong số 15 cảng cá loại 1 của cả nước do vị trí địa lý thuận tiện và dịch vụ hậu cần nghề cá ngày càng thuận tiện. Thu mua gắn liền với chế biến, xây dựng cảng cá gắn với các hoạt động dịch vụ. Cảng cá Trần Đề trở thành khu liên hợp đáp ứng cơ bản cho hoạt động khai thác biển và tạo ra tốc độ tăng trưởng cao từ nhiều năm qua. Nếu như năm 2000, Sóc Trăng chỉ có 124 tàu xa bờ, đa phần là tàu có công suất từ 90 đến 300 mã lực, thì hiện nay Sóc Trăng đã có đội tàu đánh bắt xa bờ lên đến 365 chiếc. Đa số tàu đã nâng công suất từ 300 đến 600 mã lực. Hàng năm, cảng cá Trần Đề tiếp nhận trên 18.000 lượt tàu ra vào cảng. Phương tiện vận tải qua cảng ước đạt 28.200 lượt. Lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 120.600 tấn, tăng 14% so với năm 2020. Sóc Trăng hiện có 28 tàu vận tải biển. Đây là loại hình dịch vụ hậu cần rất hiệu quả, góp phần giảm chi phí nhiên liệu đến 30-40% cho tàu đánh bắt xa bờ. Giá trị hải sản cũng nâng lên, tàu đánh bắt có thời gian bám biển lâu hơn. Xuất phát từ đặc điểm của vùng nước lợ ven bờ, đai rừng phòng hộ khá lớn, những bãi cát rộng lớn tạo ra môi trường tái tạo và phát triển đa dạng các đối tượng thủy hải sản, bổ sung cho nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Và cũng từ đó đã lý giải vì sao nghề khai thác biển Sóc Trăng còn duy trì số lượng lớn hoạt động đánh bắt ven bờ như hiện nay. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện còn hơn 600 tàu đánh bắt gần bờ và ven bờ. Để phát triển nghề đánh bắt bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, Sóc Trăng đang duy trì mô hình nhóm đồng quản lý trong hoạt động đánh bắt ven bờ. Chúng ta biết là ở cái vùng mà cửa sông ven biển đó có rất nhiều cái loài thủy sản mà nó có giá trị như là con ruốc rồi con mực rồi hoặc là con sò huyết vân vân, thì nó có rất là ý nghĩa cho đời sống của bà con ngư dân ở cái vùng ven biển. Ngoài ra ở trong cái vùng cửa sông á, nó còn là nơi mà phát triển của rất nhiều loài cá con để mà nó phát triển lên rồi nó phục vụ lại cho cái nguồn lợi cho bà con. Nhưng mà do đó là chúng ta thấy rằng chúng ta chính như vậy chúng ta cần phải mà bảo vệ để mà cái vùng này bảo vệ nguồn lợi ở đây để mà phục vụ lâu dài cho cái bà con. Sóc Trăng có vùng biển rộng 30.400 km², chiều dài tiếp giáp biển hơn 72 km. Biển Sóc Trăng ngoài các nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên còn có trữ lượng tài nguyên cát hơn 51 tỷ m³. Nhiều lợi thế về khu du lịch sinh thái, du lịch biển, điện gió, điều kiện phát triển các khu dân cư thương mại ven biển, hình thành các cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản. Vùng nhiễm mặn ven biển được quy hoạch phát triển nghề nuôi tôm nước lợ gần 55.000 ha. Với sản lượng tôm nuôi trên 180.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản Sóc Trăng chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, có ý nghĩa khẳng định vị thế của kinh tế biển và ven biển có vai trò rất quan trọng để trong tương lai Sóc Trăng giàu lên từ biển.
Chuyên mục Biển đảo quê hương do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện đến đây là hết. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới thắng lợi mới. Thân ái kính chào.